Bảo Châu của Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát không nói dối, không sát sinh, không trộm cắp khi thực hành hạnh Bồ Tát. Nói chung, Ngài là người rất cẩn thận trong việc thọ trì giới. Lý do nào chứng tỏ rằng Ngài luôn trì giữ giới và không trộm cắp? Có một lần, Ngài nói với các vị Bồ Tát khác: "Tôi đã trì giữ giới không trộm cắp từ khi ta phát tâm tu hành, nên bây giờ không ai lấy trộm đồ của tôi. Chẳng những không ai lấy cắp, mà dù tôi có để vật quý giá xuống đất cũng không ai lấy của tôi." Một số Bồ Tát không tin lời của Ngài và nói: "Chúng tôi muốn chứng thực lời Ngài nói bằng một thí nghiệm thực tế. Hãy lấy thứ quý giá nhất của Ngài ra và chúng ta sẽ đặt nó ở cổng thành, vì ở đó có nhiều người qua lại nhất. Chúng tôi sẽ đặt nó ngay giữa cổng. 3 ngày sau nếu không ai lấy, chứng tỏ lời Ngài nói là thật." Bồ Tát Văn Thù đồng ý nói: "Được, chúng ta thử xem sao." Sau đó, Ngài lấy ra viên bảo châu quý nhất của mình. Bồ Tát, ai cũng đều có rất nhiều loại châu báu, và đặt nó ở giữa cổng thành. Người từ ngoài vào thành đi qua cổng này cũng rất nhiều. Qua 3 ngày sau, quả nhiên không ai lấy. Các Bồ Tát khác mới tin rằng Bồ Tát Văn Thù trì giữ giới không trộm cắp là có thật.